con, nông dân kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Sức mạnh sinh học. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long với sự tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Thưa quý khán giả cùng bà con, làm ruộng trong điều kiện thời tiết nóng ẩm như vụ hè thu, đó là một cái điều kiện rất là thuận lợi để cho các cái loại vi khuẩn nó phát triển thành bệnh và gây hại cho cây lúa. Và thực tế từ đồng ruộng cho thấy là nếu như mà bà con không có biện pháp đối phó một cách hữu hiệu với các cái loại vi khuẩn này, thì cái sự thiệt hại của nó ảnh hưởng đến năng suất lúa không thua kém gì so với các loại nấm bệnh. Với lý do đó mà chủ đề của chương trình Sức mạnh sinh học kỳ 47 của Đài Truyền hình Vĩnh Long ngày hôm nay, đó là quản lý các bệnh do vi khuẩn trên lúa trong mùa mưa được thực hiện. Và mong rằng qua chương trình này, chúng ta sẽ cung cấp thêm được những kiến thức cho bà con nông dân, những cái cách thức để sớm nhận diện được các cái bệnh do vi khuẩn gây ra ở trên lúa, như là đặc điểm phát sinh, phát triển và cái mức độ lây lan của chúng trên đồng ruộng. Từ đó mà bà con nông dân có những cái giải pháp đối phó một cách hữu hiệu đối với các cái đối tượng này. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các nhà khoa học tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay gồm có Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim, nguyên giảng viên khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng trường Đại học Cần Thơ. Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long. Như thường lệ, chúng tôi mời lên sân khấu hai nhà nông đến từ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Thứ nhất là nhà nông Nguyễn Văn Luận đến từ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, và nhà nông Lê Văn Năm cũng đến từ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Đồng hành cùng bà con nông dân, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chị Trần Thị Bích Trân, trưởng phòng kỹ thuật công ty Tân Thành. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến hai nhà khoa học, quý vị khách mời cũng như là quý bà con đã dành thời gian đến phim trường tham gia giao lưu chương trình ngày hôm nay. Trong các cái loại bệnh do vi khuẩn gây ra, chúng tôi nhận thấy cái bệnh thối gốc do vi khuẩn là một cái bệnh có xu hướng nó xuất hiện ngày càng nhiều, ngày càng phổ biến và gây ra những cái khó khăn cho bà con trong việc phòng trừ chúng. Thực tế ngay sau đây ở trên đồng ruộng sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này. Đây là ruộng lúa của một bà con ở xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn trong vụ hè thu năm 2015. Theo nhận định của bà con xung quanh thì ruộng lúa đang bị nhiễm cùng lúc hai loại bệnh là thối thân do vi khuẩn và cháy lá do nấm bệnh đạo ôn. Khi nhổ bụi lúa lên thì thấy phần sát gốc có nhiều vết thối màu nâu sậm, dạng như thấm nước. Những bụi bị nhiễm nặng thì cả bẻ lúa bị thối nhũng. Ở những nhánh lúa mắc bệnh, lá lúa ngã sang màu vàng, rồi cháy khô và gục xuống. Một số chỗ trũng thấp trong ruộng đã bị bệnh gây cháy rụi, khó có khả năng phục hồi. Miếng ruộng em ở dưới là xạ ba cái thằng 504. Nó mà giáp tháng rồi là thấy nó sụp mặt, là tưởng rằng là nó đậu ôn. Em càng phun mấy cái chỗ càng nặng là nó càng mất, càng phun càng mất. Rồi mới chạy ra ngoài vật tư đó là hỏi mấy cái ông bán vật tư đó, nói là cái này là do vi khuẩn một phần nữa. Nó mấy ổng mới đưa thuốc về, em xịt 3 ngày nay thấy nó có hiện tượng đứng lại. Qua ghi nhận thực tế thì diện tích lúa bị thiệt hại do bệnh thối thân kết hợp với đạo ôn lá ngày càng có xu hướng tăng lên. Triệu chứng bệnh thường thể hiện trong giai đoạn lúa từ 15 đến 35 ngày sau xạ. Những ruộng bị ngộ độc hữu cơ, bị ngập nước liên tục, bón dư thừa phân đạm thì diễn tiến của bệnh rất nhanh chóng và khả năng gây thiệt hại càng lớn. Một khi thiệt hại đã xảy ra thì việc khắc phục gặp nhiều khó khăn, cây lúa phục hồi chậm. Chính vì vậy, nhiều bà con đã chọn giải pháp chủ động phòng ngừa vi khuẩn ngay từ đầu thay vì để thấy bệnh xuất hiện mới phòng trị như trước đây. Bệnh mà vi khuẩn nó bộc phát cũng rất nhanh, nhưng mà nó hãy đi từng bước. Ví dụ như trước hết thì mình xả xuống giai đoạn khoảng chừng 10 ngày trở lên nó bị thúi rễ vi khuẩn đó. Rồi giai đoạn kế tiếp là nó lên tới lá, vi khuẩn nó lên tới lá. Rồi nếu giai đoạn sau là nó tấn công vào hạt. Nếu bà con mình phải quản lý chặt chẽ mới kiểm soát được cái bệnh đó. Nhưng bà con mình giờ cũng ý thức là trước hết mình cũng phải ngừa trước những giai đoạn mà khuẩn nó bộc phát đó. Chứ nếu mà để nó bùng phát lên rồi là nó khó kiểm soát, từ chỗ đó nó thiệt hại đến cái năng sức của bà con mình sau khi thu hoạch đó. Theo nhiều bà con nông dân cho biết, bệnh thối thân do vi khuẩn thường phát triển mạnh trong những vụ mùa có nhiệt độ cao, mưa nhiều như vụ hè thu và thu đông. Do khó sớm nhận biết được tác nhân gây bệnh, đồng thời cùng một lúc cây lúa bị nhiều tác nhân tấn công nên việc phòng trị đôi khi mang lại kết quả không như mong muốn.
Vì vậy, việc hiểu được đặc điểm lưu tồn, cơ chế lây lan, xâm nhiễm của mầm bệnh sẽ giúp bà con nông dân chủ động đưa ra các giải pháp đối phó hữu hiệu hơn với loại bệnh khá nguy hiểm này. Vâng, thưa bà con, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy có một nông dân ngồi ở trên sân khấu chúng ta ở trong phóng sự phải không ạ? Còn nông dân còn lại là Lê Văn Năm thì cho con được hỏi là ở canh tác ở nhà mình á thì có khi nào mà chú gặp cái tình trạng giống như là bà con ở trong phóng sự khi nãy không ạ? Tôi xin trả lời vừa qua rồi thì cũng có thường gặp hai cái bệnh này nó đang xuất hiện ở trên cánh đồng ruộng. Còn cái thứ nhất là cùng với cái đậu ôn và cái khuẩn này nó gây ra cái đậu ôn. Dạ. Và cách xử lý của tôi rồi thì như vậy thì rút nước ra bớt, sau đó mình mới luyện cái vôi xuống rồi mình cùng phun thuốc đậu ôn và khuẩn. Dạ, xin cảm ơn chú rất là nhiều. Vâng, với tình huống như trong phóng sự cũng như là tình huống thực tế của nông dân Lê Văn Năm thì chúng tôi xin mời thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm có thể là cho cái lời khuyên với bà con mình là khi mà gặp phải trường hợp giống như vậy thì mình có cách nào là mình làm cho nó nhanh phục hồi cái lúa của mình lại không ạ? Dạ. Kính thưa bà con, thì đúng là hiện nay cái tình trạng mà cây lúa chúng ta bị bội nhiễm nhiều cái bệnh nó cũng khá phổ biến. Nguyên nhân là có thể là do thời gian gần đây bà con chúng ta canh tác gần như liên tục 3 vụ lúa trên năm. Cái việc vệ sinh đồng ruộng rồi chúng ta đảm bảo cái thời gian cách ly giữa hai vụ lúa để mà chúng ta tiêu diệt cái mầm bệnh thì nó gần như là nó rất là bị hạn chế. Vì vậy mà không những chỉ có một bệnh xảy ra mà nó lại có thể kèm theo hai chứng bệnh. Và cái thường lâu nay thì khi mà bà con chúng ta quan tâm thì bà con chỉ thường là để ý tới một cái bệnh chủ yếu thôi. Những cái bệnh mà xuất hiện ở bên trên đó, bề mặt bên trên thì chúng ta thường không quan tâm, ta phòng trừ. Nhưng mà còn những cái bệnh mà có thể là nó nằm ở bên dưới bộ phận bên dưới thì chúng ta lại không phát hiện được. Vì vậy mà khi mà bà con xử lý thì nó lại không hết. Giống như trong cái phóng sự vừa rồi đã có một anh nông dân nói là anh cứ nghĩ là đậu ôn không à, thành ra là anh đi mua thuốc đậu ôn lá anh phun. Mà phun chừng nào thì lại cây lúa lại suy kiệt chừng đó. Thành ra là cái giải pháp mà chúng ta thực hiện là chúng ta phải làm sao biết cho được các cái tác nhân mà nó đang gây hại trên đồng ruộng của mình. Còn về nguyên lý chung đó thì theo tôi thì cái vấn đề phòng, chúng ta sử dụng cái biện pháp phòng là chính. Bởi vì chúng ta để mà nó đã xảy ra đó thì cây lúa chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Và cái chi phí mà chúng ta phòng trừ đó nó lớn hơn rất nhiều so với cái chi phí mà chúng ta phòng. Thì để phòng bệnh chung đó thì cái việc mà chúng ta vệ sinh đồng ruộng, nhất là những cái ruộng mà vụ trước đã bị bệnh thì chúng ta vấn đề cài ải phơi đất là cần thiết. Cái thứ hai nữa đó là cái việc mà chúng ta xạ thưa vừa phải, bón phân cân đối, tránh việc bón thừa phân đạm. Ngoài ra thì nếu mà những cái ruộng mà chúng ta bị thiệt hại nặng thì chúng ta chú ý là có cái nguồn giống thì chúng ta tránh, không nên lấy giống lại. Hoặc là chúng ta có thể có điều kiện cho phép thì chúng ta nên xử lý giống trước khi chúng ta gieo xạ. Còn khi mà chúng ta đã phát hiện bệnh rồi đó, thì như anh Năm cũng trình bày đó, thì cái vấn đề đầu tiên là chúng ta phải tháo cạn nước trong ruộng ra. Cái việc mà chúng ta tháo nước bớt ra đó là một là chúng ta đẩy bớt cái con vi khuẩn ở trong ruộng ra khỏi cái đồng ruộng, tránh cho cái việc mà nó lây lan cũng như là nó tiếp tục xâm nhiễm vào trong cái ruộng của mình. Và nhất là những cái ruộng mà chúng ta thấy là nó bị nhiễm vừa đạo ôn và cái thối gốc này đó, vi khuẩn thối gốc thì thường là những cái ruộng này bị cái kết hợp với cái ngộ độc hữu cơ, nó làm cho cái rễ chúng ta bị thối đi. Và cái ruộng ngộ độc hữu cơ thì cái việc mà chúng ta đưa nước ra thì rất là cần thiết. Cái giải pháp thứ hai chúng ta phải thực hiện đó là chúng ta phải bón vôi. Thì đúng như anh Năm nói, chúng ta phải bón vôi để mục tiêu của chúng ta là trung hòa được cái pH ở trong đất. Ngoài ra thì vôi nó có tác dụng là nó diệt được cái vi khuẩn. Thì chúng ta sẽ bón một công khoảng chừng 20 đến 25 kg thôi. Thì cái việc mà chúng ta xử lý này đó thì sẽ góp phần cho cái việc mà chúng ta hạn chế được cái vi khuẩn. Sau khi chúng ta bón vôi xong thì ngày hôm sau thì chúng ta nên bắt đầu xử lý thuốc. Mà thuốc thì chúng ta phải kết hợp hai loại thuốc trị vi khuẩn và trị đạo ôn. Nếu mà trường hợp mà một số cái sản phẩm mà có nhiều công ty họ sản xuất theo một cái dạng là cái cặp đôi đó thì chúng ta sử dụng cái dạng này. Còn nếu không thì chúng ta phải mua hai cái loại thuốc vừa trị vi khuẩn và vừa trị cái nấm gây bệnh đạo ôn. Thì sau khi chúng ta phun xong thì chúng ta phải kiểm tra. Thường là khoảng sau 3 ngày chúng ta phun thì chúng ta phải xem lại coi vết bệnh nó hết chưa.
Nhất là đối với cái vi khuẩn thì cái việc nếu mà chúng ta tháo cạn nước ra và chúng ta xử lý vôi và chúng ta phun vi khuẩn thì có thể là nó sẽ tạm thời là nó không lây lan nữa. Chứ còn cái việc mà vi khuẩn nó đã xâm nhiễm vào trong cái mạch dẫn của cây lúa rồi thì cái thuốc khó mà cà lồng mà diệt hết được vi khuẩn lắm. À, thì chúng ta phải quan sát coi cái việc mà nó lây lan nó còn tiếp tục nữa hay không. Cái thứ hai là cái vết bệnh đã ôm trên lá. Cái vết bệnh nó nếu có khô lại, nó không lây lan phát triển thêm thì chúng ta sẽ tiến hành chăm sóc lại bình thường. Trường hợp vết bệnh đạo ôn nó vẫn còn tiến triển, nghĩa là nó vẫn còn do cái bệnh nó nặng đó, thì thường là chúng ta phải phun lại lần thứ hai, cách lần thứ nhất khoảng từ 5 đến 6 ngày. Thì sau khi mà chúng ta kiểm tra mà thấy là vết bệnh hoàn toàn khỏi hẳn thì lúc đó chúng ta phải sẽ tiến hành chăm sóc bình thường. Lưu ý là trong cái quá trình mà chúng ta chăm sóc phòng trị bệnh này đó thì chúng ta hạn chế không được bón thêm phân đạm, bởi vì nếu bón thêm phân đạm thì cái bệnh nó sẽ phát triển ngày càng nhiều hơn. Thì đó là một số ý mà chúng tôi trả lời để mà bà con xử lý trong trường hợp lúa bị bệnh đạo ôn kết hợp với bị thối gốc do vi khuẩn. Xin cảm ơn thạc sĩ. Cũng liên quan đến cái việc mà bệnh do vi khuẩn và có sự cộng hưởng của cả bệnh đạo ôn thì bệnh đạo ôn lá đó, thì chúng tôi có nhận được câu hỏi bằng hình ảnh của khán giả tên là Trần Văn Tám ở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Vị khán giả này hỏi và kèm theo hình ảnh như sau: lúa tôi được 35 ngày sau xạ bị đạo ôn nặng, có những bụi á, là lá lúa vàng úa và rụi dần, nhổ bụi lúa lên thì bị đứt ngang gốc và có mùi hôi, rễ lúa kém phát triển. Tôi rút nước ra xử lý bằng thuốc trừ khuẩn và đạo ôn lá, bệnh đã đứng lại. Xin hỏi tôi cần làm gì để giúp cho cây lúa mau phục hồi, phát triển đồng to và trổ an toàn? Có lẽ vấn đề này chúng tôi xin mời chị Trần Thị Bích Trân tư vấn cho anh Tám. Xin chào anh Tám cùng bà con. Sau phần phóng sự và trao đổi nãy giờ thì anh Tám cũng có thể nhận ra được rằng cái trường hợp ruộng của anh là rất là điển hình của cái thối gốc do vi khuẩn và cái đạo ôn lá tấn công. Cả hai cùng đang tấn công ở trên ruộng của anh, và bằng chứng là những cái cây lúa mà anh đưa lên đó, những cái gốc mà trơ ra và đang bị thối. Như vậy thì coi như trong ruộng của anh là anh đã làm được một cái bước rất là quan trọng, là anh đã rút nước ra rồi anh xử lý đúng cái thuốc đặc trị của vi khuẩn và cái đạo ôn, và anh thấy là nó tạm ngưng lại. Như vậy thì trong các cái bước mà chủ thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm vừa trình bày thì anh coi như đã thực hiện được hai bước. Như vậy thì chúng ta thấy là mặc dù là anh không có rải vôi, nhưng mà nếu mà đến lúc này thì anh đã chặn được cái phần bệnh, và cái quan trọng tôi nghĩ là cái phần rút nước và thay nước mới đó đã hạn chế bớt cái nguồn vi khuẩn mà đang có trên ruộng của anh. Và bây giờ để cho cái cây lúa của chúng ta có cái sức phục hồi thì điều quan trọng là chúng ta cần phải tiếp tục ngăn chặn không cho cái bệnh này nó phát triển nữa, không cho cái thối gốc và cả cái đạo ôn này phát triển nữa. Và lúc đó thì chúng ta cũng đồng thời kết hợp làm sao để cho cái cây lúa của chúng ta nó phục hồi và sau này tiếp tục là nó nuôi được cái chồi đến chồi hữu hiệu. Thì giải pháp là chúng tôi khuyến cáo anh nên xử lý là một lần nữa là cái đạo ôn và cái vi khuẩn. Cụ thể là công ty Tân Thành khuyến cáo anh sử dụng là cái ba su để trừ cái vi khuẩn và cái Travin là để trừ cái đạo ôn. Và lúc này anh cần bổ sung cái Lacti tăng cường sức sống. Đây là một dạng thuốc sinh học và dạng điều hòa sinh trưởng sẽ giúp cho cây lúa của anh nó phục hồi và nó phát triển sau cái giai đoạn bị gây hại bởi hai cái bệnh này. Và anh xử lý lại sau 5 ngày của cái lần thứ nhất, và sau đó thì anh quan sát nếu 5 ngày tiếp tục mà bệnh không có còn phát triển nữa thì anh có thể xử lý tiếp cái phân để đón đồng để cho đúng cái giai đoạn của chúng ta khi mà lúa có tim đèn để mà đạt được cái năng suất sau này. Anh Tám có thể xử lý như vậy. Bây giờ là thời gian chúng tôi dành cho quý vị khán giả ở trong phim trường mà ngồi phía dưới sân khấu có thể giao lưu cùng với các nhà khoa học ở đây ạ. Xin mời anh đặt câu hỏi đi ạ. Xin hỏi diễn giả, xin hỏi câu hỏi vi khuẩn xâm nhập vào lúa bao nhiêu ngày, rồi có cách nào để phát hiện sớm chưa thấy bệnh? Ý anh muốn hỏi là nó xâm nhập bao nhiêu thì nó sẽ gây cái bệnh đó phải không? Anh giới thiệu tên mình đi ạ. Tên Thạch Dẻ, đến từ Long Mỹ. Đến từ Long Mỹ. Dạ. Tỉnh nào? Tỉnh Hậu Giang. Tỉnh Hậu Giang. Vâng. Với câu hỏi của anh, chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim tư vấn ạ. Thưa anh Nhẹ, thưa bà con, thì cái con vi khuẩn gây bệnh thối gốc á,
thì có thể nói là nó có mặt ở trên ruộng của mình từ khi mình bắt đầu cho nước vào ruộng, là từ ngoài sông rạch nó đã vào ruộng của mình, hoặc là ở cái vụ trước chúng ta có bệnh rồi chúng ta làm đất xong thì con vi khuẩn nó còn ở lại trên đất đó, cho nên là ngay sau khi chúng ta xạ là đã có thể có cái con vi khuẩn ở trên ruộng. Nhưng mà thông thường á là bệnh chỉ xuất hiện kể từ 15 ngày cho tới 35 ngày trên ruộng lúa mà thôi. Như vậy thì không phải hễ có con vi khuẩn trên ruộng là nó gây bệnh liền, mà là phải có cái điều kiện để cho con vi khuẩn xâm nhập vào trong cái cây lúa thì nó mới gây bệnh được. Thành ra cái điều kiện đó là điều kiện gì? Một là cái có con gì đó nó chích thúc, thí dụ như con rầy nâu chích thúc ở dưới gốc lúa, rồi bây giờ mình cho nước nó dâng lên cao thì cái vết chích đó nó nằm ở dưới mặt nước và cái con vi khuẩn nó xâm nhập vào đó để mà nó gây hại. Nhưng mà thường nhất á, theo tôi thấy thường nhất á, là cái vết thúi ở rễ do ngộ độc vì axit hữu cơ, là cái chỗ mà con vi khuẩn nó chui vào rồi nó chui lên trên cái gốc á, nó bắt đầu là nó cắn phá cái gốc, nó làm cho gốc nó bị thúi nha. Cho nên thường thì phải sau 15 ngày thì ruộng lúa mới bắt đầu là có cái thúi rễ, mới bị ngộ độc axit hữu cơ khoảng có một cái khoảng thời gian để làm cho rễ nó bị thúi. Thì từ 15 ngày tới 25 ngày là cái rễ nó thúi nhiều rồi. Và do đó là thường là khoảng 20 cho tới 30 ngày, 35 ngày là bệnh nó xuất hiện là nhiều nhất. Nhưng mà hễ ruộng mình xạ dày quá, có thể bệnh nó xuất hiện ở cái giai đoạn 15 ngày, mặc dù là vi khuẩn đã có trước rồi. Như vậy thì bây giờ anh thấy là biết như vậy, nhưng mà bây giờ mình làm sao mình ngừa được nha, có thể ngừa được cái con vi khuẩn này. Có mấy chuyện mà nó làm cho cái tạo ra cái điều kiện để cho vi khuẩn xâm nhập vào. Thứ nhất là cái thúi rễ do ngộ độc axit hữu cơ, tức là trong cái quá trình mình làm đất, nếu mà mình không có làm sạch cái rơm rạ rồi nhưng mà mình để nguyên cái rơm rạ trên đất, mình cài dùi xuống, sau khi cài dùi xuống thì cho nước vào để mà xạ lúa, thì rơm rạ bắt đầu là nó phân hủy, nó mục đi trong cái điều kiện mà ngập nước. Và trong cái điều kiện này thì cái rơm rạ nó sinh ra rất nhiều cái chất độc. Là chất độc đó mà nhà khoa học gọi là axit hữu cơ, tức là cái chất chua. Nó vì đất, vì cái nước chua quá cho nên nó làm cho cái rễ lúa bị thúi. Ở 15 ngày nếu chúng ta nhổ cái bụi lúa lên, chúng ta sẽ thấy là có một khúc rễ ở gần cái gốc á, nó khoảng chừng lối 3 phân, nó hơi lâm nhâm đen, thì đó là bắt đầu là cái vết bị ngộ độc axit hữu cơ. Rồi nếu mà chúng ta để tới 25 ngày thì chúng ta thấy là cái khúc, cái đoạn đó rễ thúi rất là nhiều. Và cái lúc này là cái lúc mà rất thích hợp để cho con vi khuẩn nó chui vào. Nếu như vậy thì chúng ta phải làm sao mà chúng ta ngừa được cái thúi rễ này, thì chúng ta có thể ngừa được cái bệnh thúi gốc do vi khuẩn. Vậy thì ngừa thúi rễ bằng cách nào? Thì bà con mình có thể là nếu mà coi đầu vụ hè thu thì chúng ta đốt rơm rạ. Nhưng mà đốt rơm rạ chưa phải là đủ. Tại vì chúng ta đốt được rơm nhưng mà gốc rạ vẫn còn. Và ở dưới đất vẫn còn cái rễ của cây lúa. Khi mà dùi xuống nó vẫn gây ra thúi rễ. Nhưng mà thúi rễ này thì nó lại chậm hơn vì cái chất hữu cơ nó sinh ra ít hơn. Cho nên từ 25 ngày trở đi thì cái thúi rễ nó mới bắt đầu. Và lúc bây giờ thì cái bệnh nó cũng xuất hiện, nó cũng hơi muộn hơn ở những cái ruộng mà chúng ta có đốt rơm rạ. Còn nếu không á, thì bà con có thể làm cái giải pháp như thế này. Là chúng ta sau khi thu hoạch xong, bà con phun ngay một cái sản phẩm Trico Đạt Ma. Đó là Trico LV, là cái chủng loại Trico mà nó chịu được điều kiện ngập úng. Chúng ta phun lên trên rơm rạ để đó, để cho Trico nó ăn rơm rạ trong cái điều kiện thoáng khí. Chúng ta bán lúa xong rồi tới trước khi mà chúng ta làm cái vụ mới thì chúng ta dùi nó xuống, rồi sau đó chúng ta cho ngập nước. Thì vào trong cái điều kiện ngập nước, những loại Trico khác sẽ chết, nhưng mà cái con Trico LV này vẫn còn tiếp tục sống và nó phân hủy cái gốc rạ. Nó làm cho cái gốc rạ này nó không sinh ra cái chất độc hữu cơ, và do đó là cái thúi rễ
mà hạn chế được thú rễ. Mà hãy hạn chế được thú rễ, có thể nói là chúng ta hạn chế được cái bệnh thui gốc do vi khuẩn. Và một việc làm nữa chúng ta có thể làm đó là lúc mà chúng ta cày đất, chúng ta xới đất xong rồi rồi chúng ta trục để mà xạ, trước khi trục để xạ chúng ta nên rải vôi khoảng 20 kg cho một công. Cái vôi này nó là cái chất sát trùng, nó sẽ giết cái con vi khuẩn của vụ trước còn lại trong đất. Như vậy thì chúng ta giải quyết được là hai chuyện. Một là không để cho vi khuẩn trong đất còn lại. Cái thứ hai là chúng ta không để cho rễ bị thúi. Thì như vậy là chúng ta hạn chế được cái bệnh thúi gốc do vi khuẩn này. Nhưng mà nếu bà con còn hỏi thêm chuyện nữa là như vậy thì con vi khuẩn từ bên ngoài nước chúng ta đưa nước vào thì nó là sao? Nó vẫn có thể, nếu mà có cái cơ hội, có cái vết thương thì nó vẫn có thể gây thúi gốc nữa. Nhưng mà vậy thì chúng ta ngừa cái này bằng cách đó, bà con phải chịu khó mới được. Tức là chúng ta lấy miếng vải, chúng ta túm một cái bọc vôi, chúng ta để ngay chỗ cái đường nước. Chúng ta cho nước vào để ngay đó. Nước đi ngang nó sẽ hòa tan vôi trong cái túm vải này. Và nó tạo thành ra cái chất sát khuẩn. Và những con vi khuẩn từ ngoài đi vào ngang đó là đều bị giết chết hết. Như vậy là trong ruộng chúng ta sẽ không còn con vi khuẩn để gây ra thúi gốc nữa. Thì đó là cái cách mà chúng ta ngừa được cái bệnh thúi gốc. Thì đó là số ý kiến cùng anh. À, xin kính chào. Dạ, được biết là nhà nông Lê Văn Năm cũng có ý kiến trao đổi ạ. Xin giáo sư cho biết thêm cách mình phòng trừ trước hay là để tới xuất hiện bệnh mình mới giải quyết. Như cái cách nãy ở phóng sự tôi thấy cái đó là chạy hết thì nó cũng bị thất thu. Dạ, thì xin hết. Dạ, dạ. Thưa anh Năm, thưa bà con, thì bây giờ nói như thế này là nếu mà chúng ta ngừa được thì như vậy là hoàn toàn ruộng lúa chúng ta không bị ảnh hưởng, như vậy là không thất thu. Còn mà mình đợi khi phát hiện ra bệnh rồi đó thì cái lõm mà bị bệnh đó là nó bị ảnh hưởng nha. Thật ra là nên ngừa trước hơn là đợi tới cái bệnh mà mới trị. Và những cái giải pháp mà tôi trình bày khi nãy, nếu mà bà con mình áp dụng thì mình có thể ngừa được cái bệnh này. Còn nếu anh hỏi thêm một cái ý nữa là tại sao mà càng ngày bệnh này càng nặng, thì là tại vì anh thấy là cái ruộng lúa của mình á, thì khi mà bị bệnh thì nó sinh ra rất là nhiều con vi khuẩn, bắt buộc là mình phải tháo nước ra ngoài, mình đưa nó ra ngoài sông rạch, rồi sau đó thì sông rạch này đó là cứ nhiều người đưa ra sông rạch, rồi sông rạch đưa vào ruộng của mình thì sẽ đem cái con vi khuẩn vào ruộng mình càng ngày càng nhiều. Do đó thì tôi nghĩ là